So với Tết Nguyên đán những năm trước, tình hình lao động trở lại làm việc tại các địa phương tập trung nhiều khu công nghiệp có chuyển biến tích cực trong năm nay. Mức độ thiếu hụt lao động sau Tết khá thấp và tính đến hết ngày hôm qua 15 tháng 2 thì tỷ lệ lao động quay lại làm việc đã dao động từ 80 đến 90%. Ban quản lý các khu chế xuất công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh HEPSA cho biết, đến ngày 15 tháng 2, khoảng 85% công nhân trong các khu công nghiệp, khu chế xuất đã trở lại làm việc. Dự đoán mức thiếu hụt lao động sau Tết tại thành phố Hồ Chí Minh khá thấp, chỉ khoảng 3 đến 4%. Còn theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, đến ngày 15 tháng 2, trên 85% lao động tại các doanh nghiệp tại tỉnh này trở lại làm việc. Cơ quan này nhận định đây là một tỷ lệ cao, thể hiện tín hiệu vui. Hiện tại doanh nghiệp tại Đồng Nai đang có nhu cầu tuyển thêm khoảng 25.000 công nhân. Tại Bình Dương, số lao động trở lại làm việc vào hôm thứ Hai vừa qua cũng đạt 85%, trong khi đó tỷ lệ này ở Huế đạt hơn 90%. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang cũng cho hay hơn 80% lao động ở các khu cụm công nghiệp tại tỉnh này đã trở lại làm việc bình thường.